Sasta. Xin chào các bạn đang đến với chương trình Afternoon PM, nơi chúng ta có thể ngồi lại cùng nhau lắng nghe và chia sẻ để niềm vui nhân đôi và nỗi buồn chia nửa. Kính thưa các bạn, ái tình, sức khỏe và tiền bạc từ cổ chí kim luôn là những chất xúc tác rủ quến lòng tham dục của con người, để rồi từ đó dễ dàng thao túng và thỏa sức tha lôi cảm xúc của chúng ta từ thiên đàng sang địa ngục. Ta có thể luyện tập để có sức khỏe, làm việc chăm chỉ để có tiền. Chỉ riêng ái tình thì ta còn lúng túng lắm, ngu khờ lắm, dăm ba bí quyết lận lưng học lỡm dường như cũng không chắc có thể bảo đảm cho ta chút ít khôn ngoan trong câu chuyện của chính mình. Trong tình yêu, ai yêu nhiều hơn người đó thua. Chắc hẳn chúng ta ai cũng ít nhất một lần từng nghe qua câu nói này. Và không biết từ khi nào câu nói này đã trở thành bí kíp lận lưng cho không ít thiện nam tín nữ đã, đang bước vào cánh cửa của ái tình. Và như một lẽ đương nhiên, họ cứ thế xem đó là kim chỉ nam trong các loại mật pháp tình yêu cần thi triển. Và bí kíp mà nhiều người trong chúng ta đang nhầm lẫn, lận lưng có khi chẳng những không giúp ta luyện được võ công thường thừa để trở thành bá chủ thiên hạ trong chuyện yêu đương, mà lắm khi còn khiến ta tẩu hỏa nhập ma, họa nhiều hơn lợi. Vậy, yêu là gì? Như thế nào là yêu ít? Như thế nào là yêu nhiều? Sao biết chắc yêu nhiều là thua, mà lấy thang điểm nào để xét mức độ thắng thua trong chuyện ái tình? Tình yêu là một cảm xúc thu hút mạnh mẽ và nhu cầu muốn được ràng buộc gắn bó với ai đó. Khi hai tâm hồn trở nên thấu cảm đến mức hoàn toàn, họ có thể lờ đi những lợi ích của bản thân mà toàn tâm toàn ý vì sự tốt đẹp của đối phương mà hành động. Lý do gì để từ những ý nghĩa cao đẹp vốn có, tình yêu lại trở thành thứ được mang ra so kè thua thắng? Tình yêu nào giống sự bán mua, anh đưa cho tôi cái này, tôi trao lại anh cái khác? Hay thậm chí tệ hơn là việc tự ám thị rằng chỉ có mình phụ người, chứ tuyệt đối không để người phụ mình. Tình yêu chỉ có một, nhưng những thứ na ná như tình yêu vốn lại rất nhiều. Yêu và yêu sao cho đúng cách luôn là hai phạm trù khác biệt. Bởi lẽ đó, ông hoàng thơ tình Xuân Diệu đã không ít lần cảm thán: người ta khổ vì thương không phải cách, yêu sai duyên và mến chẳng nhầm người, có kho vàng nhưng tặng chẳng tùy nơi, người ta khổ vì xin không phải chỗ. Thêm vào đó, những thứ na ná này rất tinh ranh và khéo ẩn mình. Nó khiến người ta gạt mình, dối người khi tin rằng bản thân đang nhân danh một điều gì đó. Nhưng họ không biết rằng, điều mà họ cho là tình yêu vốn thật ra chỉ là những ham muốn của thị dục. Còn chiêu trò họ sử dụng để thao túng tâm lý đối phương thực ra đến cuối cùng chỉ là tự họ thổi phồng, tự biên tự diễn. Bởi luật cuộc sống bao đời đã chỉ rõ, cuộc đời này hữu chiêu thường bại trước vô chiêu. Thứ chiêu thức không cần toan tính so đo hơn thiệt mà khởi phát tự thân bởi thứ ánh sáng lấp lánh cao đẹp của sự tử tế và lòng chân thành. Thư bạn tôi vốn là một cô gái xinh đẹp thời thường. Phương châm sống của Thư vô cùng nhất quán từ vẻ ngoài đến cách Thư thể hiện mình trong những mối quan hệ yêu đương. Không ít lần Thư biểu môi khi thấy tôi gọi cho người yêu bảo anh đừng đến đón, bởi lo anh vất vả kẹt lại giữa dòng người và khói bụi lúc tan tầm. Thư bảo: Phương sao thế nhở, có người yêu làm gì mà không để anh ta hầu mình. Tôi chỉ im lặng mỉm cười, bởi biết có nói gì bạn cũng sẽ chẳng vào tai. Luôn thể hiện sự bất cần trên cơ với người mình yêu, từ chuyện nhắn tin đến từng lời ăn tiếng nói. Nhưng tôi quan sát và biết Thư nào đâu có sung sướng gì khi thường phải vừa làm vừa ngó nghiêng điện thoại. Dẫu không nói thành lời, nhưng tôi có thể đọc được những suy nghĩ của bạn qua nét mặt bồn chồn. Điện thoại hết cầm lên rồi đặt xuống, lúc sau lại hồ hởi và phấn khích nhìn sang tôi. Đấy, Phương thấy không? Cả ngày mình đâu thèm nhắn cho anh ấy lời nào, vậy mà cứ nhắn hỏi han mình suốt. Thư cười tươi đắc thắng, tôi chỉ nhìn bạn mỉm cười. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, bởi sự cho đi dẫu xuất phát từ lòng chân thành đến giường nào đi chăng nữa, nhưng nếu trót xây tình yêu trên thành trì mục ruỗng, mù lòa của ý chí, cũng sẽ mang đến những hư hoại và đau khổ khó lường cho chính bạn về sau.
Không phủ nhận, sự cảm mến vẻ ngoài là yếu tố đầu tiên bắt cầu cho mọi mối quan hệ yêu đương, nhưng tính tình, cách cư xử của đối phương trong những sinh hoạt thường nhật mới là thứ bạn nên để tâm nếu muốn bước đi thật dài lâu trong mối quan hệ của mình. Hiếu là ngôi sao sáng nhất trong số những nam nhân có mặt trong khối văn phòng tầng 31. 2 năm trước, khi lần đầu gặp Hiếu là lúc bạn ấy vừa mới tốt nghiệp thạc sĩ ở Úc, chuyên ngành truyền thông và trở về Việt Nam đảm nhận chức giám đốc trong công ty gia đình ở tầng 31 của tòa nhà. Nữ nhân khối văn phòng xôn xao hẳn lên vì công tâm mà nói, chưa cần trình bày thì gia thế cùng vẻ ngoài sáng chói của Hiếu cũng dễ dàng có thể chinh phục bất kỳ cô gái nào ngay lần đầu chạm mặt. Mối quan hệ vừa chớm nở của tôi và Hiếu mới đẹp đẽ làm sao, cho đến cái ngày tôi chứng kiến Hiếu nạt nộ cô lao công mới vào làm bởi cái tội lỡ làm vấy nước vào đôi giày mới của Hiếu. Nhìn vẻ rúng ró rối rít xin lỗi của cô và thái độ khinh khỉnh cọc cằn của Hiếu trong khi tay không ngừng mân mê vuốt lấy vuốt để đôi giày, lòng tôi chợt dâng lên một cảm xúc khó tả. Và không lâu sau đó, mối quan hệ của chúng tôi cũng nhẹ nhàng khép lại, bởi bản thân tôi biết rõ Hiếu chắc chắn không phải là người cha tôi muốn cho con mình. Thực ra mọi vấn đề trên đời này, kể cả những vấn đề của chuyện yêu đương, đều không phải nảy sinh từ nguồn gốc bên ngoài như phần đông chúng ta lầm tưởng. Chúng ta dùng cả đời học cách giao tiếp với kẻ khác, nhưng có mấy ai biết rằng học cách giao tiếp với chính mình mới là thứ tối trọng cần làm. Lắm khi trong cuộc đời vằn thao lẫn lộn này, bạn có thể đặt tình yêu và lòng chân thành của mình sai chỗ lắm chứ. Nhưng chẳng sao cả. Chỉ cần bạn không ngừng bổ túc tri thức, rèn giũa tính tình, giữ sự thiện lương và có cho mình một nhân sinh quan cao đẹp, thì tự khắc vũ trụ sẽ biết cách an bài cho bạn gặp được một người, khiến bạn cho đi rất nhiều, nhưng càng cho đi, bạn càng thấy đủ đầy và trọn vẹn. Và chỉ có như thế mới là khi bạn tìm gặp tình yêu đích thực của đời mình. Chương trình đến đây xin phép được tạm dừng. After 9 PM xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn vào tập tiếp theo của chương trình được phát sóng vào khung giờ này tối mai. Tạm biệt và hẹn gặp lại.